Hello, xin chào tất cả bạn đã đến với video này Ở bài 13 thì mình đã chia sẻ cho các bạn một công thức A băng một băng đơn giản Thì ở bài này mình lại chia sẻ cho các bạn tiếp một công thức Nhưng mà đây là công thức A băng 2 băng Công thức này cũng là khá đơn giản Các bạn hãy theo dõi video của mình để hiểu rõ về công thức này nhé rồi chúng ta đến với trường hợp đầu tiên, mình còn đúng con 8 thôi, đối thủ còn rất nhiều bóng và đối thủ đã chạy đạn như thế này. Ví dụ như ở bài 13 mình đã chia sẻ cái công thức là đo đúng không? Nhưng mà với cái khoảng cách xa như thế này thì đo rất là khó và mình mà đo như thế thì rất là khó để đánh vào. Và làm nào để mình đã đánh được cái con này chạm vào 8 như thế này. Đây các bạn xem tiếp các con đánh mẫu của mình nhá. Ví dụ con 8 vừa ở vị trí kia, bây giờ con 8 lại ở vị trí này. Và đối thủ nó cũng chạy đạn như vừa rồi đi. Chẳng hạn như thế Thì mình sẽ tính toán như thế nào Để mà mình lại đánh hai băng Và chạm được vào con 8 như vừa xong Đây các bạn xem nhé Và mình đã tính được ra cái điểm đấy rồi Và tính rất là nhanh Và mình không còn phải chạy ra đo như cái bài lần trước nữa nhé rồi bây giờ mình sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ nữa nhé Xong rồi chúng ta sẽ tìm hiểu cái công thức này nó như thế nào nhé Đây cái con 8 này lại ở vị trí xa hơn một chút Và mình cũng tính toán mình chỉ tính toán trong vòng tích tắc thôi là biết là mình phải đánh vào đâu rồi. Bởi vì cái công thức này rất là đơn giản. Công thức này như là của bài toán lớp 1 ấy. Đấy các bạn thấy chính xác chưa? Mình chỉ cần đánh đúng vào cái điểm đấy là nó sẽ trúng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên mình xin giới thiệu cho các bạn là ở trên bàn BIA thì nó sẽ có các cái điểm đánh dấu. Chắc là rất nhiều bạn đã biết rồi. thì bây giờ mình xin giới thiệu cho các bạn chưa biết nhé. Các bạn nhìn thấy các cái điểm màu trắng trắng, những cái chấm trắng trắng ở trên bàn không? Đấy, lúc đầu mình cũng không biết là cái chấm này nó để làm cái gì. Mình cứ nghĩ là cái chấm này à nó chỉ làm cho đẹp thôi. Nhưng mà thực ra là chấm này à, nó có cái ý nghĩa của nó đấy. Đây, bây giờ các bạn xem nhá. Rồi ở các bài A băng thì các cái điểm số được đánh dấu khác nhau. Ví dụ như ở bài này thì mình sẽ đánh dấu như này nhá. Ở cái điểm đầu tiên gần lũ cuối thì mình sẽ đánh dấu là điểm số 10 và các điểm tiếp theo số 20, 30, số 40 thì là ở lũ giữa và đặc biệt là cái số 50 thì nói là ở tí tận cuối cùng của cái lỗ kia. Rồi bây giờ các cái điểm 10, 20, 30, 40 các cái điểm màu trắng ấy là cái điểm đích mà quả bóng mình sẽ phải chạm vào các cái điểm đấy nhá. Và cái điểm màu xanh ở lũ cuối kia đấy là cái điểm của bóng cái. Bây giờ chúng ta lại tìm hiểu là các cái điểm số để bóng cái nó đánh vào băng nhá. Thì đầu tiên là cái điểm số 10. Cái điểm số 10 này nó hơi đặc biệt một chút là cái điểm số 10 này để tìm ra điểm số 10 này thì chúng ta sẽ gióng cái đường băng ngắn này vào cái thành băng thì nó cắt ở cái chỗ nào ở thành băng thì đấy là điểm số 10 nhá. Và cái điểm số 20 này nó cũng hơi đặc biệt một chút là nó nằm giữa ở cái nút số 1 và nút số 2. Điểm số 30 thì nó nằm ở nút số 3, điểm số 40 thì nó cũng nằm ở nút số 4 là ở cái lỗ giữa ấy. Rồi sau khi nói một thôi một hồi về lý thuyết về các cái điểm đánh rồi thì chắc các bạn cũng sốt ruột rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính nhá là đánh như thế nào để chạm được vào các cái con mục tiêu nhá. Bây giờ trường hợp đầu tiên là mình phải đánh chạm được vào con một này thì bây giờ mình sẽ dùng công thức là điểm đích màu trắng số 10 bằng điểm bi cái màu xanh số 50 trừ đi điểm chạm trên băng màu vàng là số 40. Thì có phải là khi các bạn muốn đánh vào cái quả bóng số 1 đúng không? Quả bóng số 1 nó ở vị trí 10 rồi Thì mình sẽ dùng số 50 trừ đi 40 thì sẽ bằng 10 đúng không? Đúng là cái công thức là rất là đơn giản đúng không? Khi mà mình tìm được ra cái điểm đó rồi Thì mình sẽ đánh cái quả này bằng cú áp phê thuận Như hình vẽ của mình ở góc bên tay trái nhá Rồi bây giờ chúng ta lại đến cái cú đánh là vào điểm số 20 nhá Đây, mình sẽ ngắm 50 trừ đi 30 thì sẽ bằng 20 mà cái quả bóng cái của mình ấy nó chỉ nằm bất kỳ ở vị trí nào trên cái đường kẻ màu trắng ấy thì đấy cũng là cái điểm 50 nhá. Đây ví dụ như con này nhá. Mình đánh vào điểm 30 đúng không? Khi các bạn ngắm bóng cái vào cái điểm 20 Xong rồi các bạn sẽ nhìn vào cái đuôi gậy của mình Xem nó có chỉ đúng vào cái điểm 50 không Nếu mà nó chỉ sai thì suy ra là cái đường này của mình sai nhá Và nếu mà nó chỉ đúng vào cái điểm 50 ấy, Thì đấy là cái đường bóng rất là chuẩn nhá Và các bạn chỉ cần đánh áp phê trái ở cái vị trí này Thì nó sẽ trúng thôi Cái con này cũng thế Đánh vào điểm 40 thì mình sẽ lấy 50 trừ đi 10 thì sẽ bằng 40 và khi mình ngắm như này vào điểm số 10 và xem cái chuôi gậy của mình nó có chỉ đúng vào cái điểm 50 không. Sau khi ngắm vào điểm 10 và cái chuôi gậy đã đúng vào điểm 50 rồi thì chúng ta chỉ cần đánh áp phê trái và nó sẽ trúng này thôi. Các bạn thấy cái công thức này đơn giản không? 50 trừ 40 thì bằng 10. Rồi vừa gãy mình quên mất là còn cái điểm 50 nữa. 50 trừ 50 thì bằng 0 nhá. Đấy nó vào luôn cái lỗ cuối này. Rồi khi mà mình đã biết được các cái công thức đấy rồi thì khi mà gặp các cái con gần gần tương tự thì mình cũng có thể tính được là à sẽ đánh lùi một chút, đánh tiến lên một chút. Rồi ví dụ như con này các bạn nhìn thấy nó nằm ở giữa gần như là cái đường là giữa cửa lỗ không? Đấy thì mình cũng đánh là cái đường ở giữa cửa lỗ thì mình sẽ chạm được thôi. Mình sẽ đánh đúng vào cái điểm 40. Ví dụ con này lại nằm như này thì mình sẽ đánh vào cái điểm 30 và nó sẽ trúng như này thôi đấy khi mà mình biết được uh, cái công thức đấy rồi thì mình sẽ tiến hóa lên là mình sẽ đánh linh động lên và mình sẽ chạm được vào các cái con này nhá Khi mà mình mới tập đánh cái bài này ấy, thì mình cũng đánh là 50 trừ 20 thì bằng 30 Nhưng mà nó lại không được, mình không hiểu tại sao Mãi về sau thì mình mới biết là à thì ra là mỗi cái bàn bia thì nó sẽ có độ nảy khác nhau Nó sẽ có độ bám phê khác nhau Thì đấy thì các bạn sẽ thử xem là cái bàn bia của bạn nó bám phê như thế nào Bám phê ít hay bám phê nhiều Thì các bạn phải đánh phù hợp với cái bàn bia của các bạn nhá Có thể các bạn là phải đánh đánh là 50 trừ đi 31 hay là trừ 32 hoặc là trừ đi 29 hoặc 28 thì nó sẽ phù hợp với cái bàn của bạn nhé chứ không phải là mình cứ đánh đúng như thế thì nó sẽ ra như thế đâu và các bạn cứ tập thôi tập nhiều thì mình sẽ quen là cái bàn này là đánh như thế này đánh nhiều phê một tí đánh ít phê một tí đánh lệch đi một tí và như thế là các bạn sẽ đánh chuẩn thôi nhưng mà cái độ lệch này nó rất là ít thì các bạn không phải lo lắng chỉ cần lệch đi một tí thôi là được rồi Rồi video này của mình đến đây là hết nhá Hy vọng là sau cái video này thì các bạn đánh được rất là nhiều đường A băng, 3 băng, 2 bằng nhá Các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nhá Và bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh thật nhanh để đón nhận được những video mới nhất nhá Xin chào và hẹn gặp lại